hướng dẫn gia hạn online dịch vụ Viettel CA. Bước 1. Cắm USB token vào máy tính. Màn hình hiển thị giao diện Token Manager. Nếu quý khách hàng đủ điều kiện, cửa sổ thông báo gia hạn sẽ xuất hiện. Bước 2. Chọn chứng thư số cần gia hạn. Bước 3. Chọn gói cước, thay đổi thông tin xuất hóa đơn nếu cần. Bước 4. Khách hàng đọc và ký phiếu yêu cầu gia hạn chứng thư số. Bước 5. Nhập mã PIN chứng thư số. Bước 6. Thanh toán. Chọn hình thức thanh toán và nhấn thanh toán. Màn hình chọn thanh toán. Thông báo thanh toán trên link. Màn hình thanh toán trên cổng thanh toán. Màn hình xác nhận thanh toán thành công. Bước 7. Viettel phê duyệt và hệ thống sinh chứng thư số mới. Bước 8. Nhập thông tin nhân viên hỗ trợ nếu có. Nhấn tiếp tục để bỏ qua bước này. Bước 9. Khách hàng đọc và ký biên bản bàn giao chứng thư số. Lưu ý trong quá trình thực hiện gia hạn, nếu quý khách hàng gặp khó khăn tại bất kỳ bước nào, vui lòng nhấp vào biểu tượng chú robot màu đỏ. Nhập các thông tin và nhấn nút xác nhận. Nhân viên Viettel sẽ liên hệ để hỗ trợ quý khách.